Chị nhà đầu tư vô sau thì vui lòng tắt mic để mà nội dung buổi học không bị gián đoạn. À, xin cảm ơn. đầu tiên thì anh chị nhà đầu tư phải hiểu được là tiềm năng là thế nào và các mã cổ phiếu tiềm năng thì được định nghĩa như thế nào à, thì với thắng ấy thì các mã cổ phiếu tiềm năng phải đạt được những cái yếu tố như thế này một là những mã cổ phiếu có khả năng tăng giá thì đánh giá một cổ phiếu tiềm năng ấy, thì có những nhà đầu tư đưa ra những cái học thuyết rất là khác nhau nhưng mà riêng đối với bản thân của thắng muốn chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư thì đối với những mặt cổ phiếu tiềm năng phải thật sự thật sự là có khả năng tăng trưởng giá thì lúc này anh chị đầu tư vào thì thực tế là mới, chúng ta mới có lợi nhuận được đối với những nhà đầu tư mà đầu tư vào những mặt cổ phiếu mà giá nó thực tế là giữ qua từng tháng từng quý từng năm nhưng mà giá trị cổ phiếu của nó thực sự là không thay đổi nhiều thậm chí là nó không tăng trưởng gần như là mức tăng trưởng là âm thì thực tế là những mặt cổ phiếu đó thì chúng ta không đáng để đầu tư vì chúng ta đầu tư vào những cổ phiếu đó thì chúng ta sẽ mất rất là nhiều thời gian và thậm chí là chôn vốn ở trong đó thì đó là một điều tố kỵ trong cái đầu tư có thể là chúng ta đầu tư dài hạn chúng ta trông chờ một số kỳ vọng một năm lãi suất sinh trưởng từ các mã cổ phiếu từ 30 đến 40 phần trăm nhưng mà trong một năm như thế thời hạn rất là dài thời gian rất là dài mà các mã cổ phiếu không tăng trưởng được như kỳ vọng thì thà chúng ta nên đầu tư vào những cái uh, cái cái thị trường khác, ví dụ như bất động sản hoặc là vàng, hoặc là thậm chí chúng ta gửi tiết kiệm ngân hàng thì chúng ta cũng xin lời được hơn là sáu phần trăm một năm rồi. thì tất nhiên những mã cổ phiếu nào mà xin lời một năm trung bình mà thấp hơn cái mức lãi suất của gửi tiết kiệm ngân hàng thì đó là một của mã cổ phiếu thực sự là không không hề tiềm năng một chút nào. thì anh chị nhờ tôi lưu ý cái mức xin lời nhuận của các mã cổ phiếu này để chúng ta loại bỏ bớt ra khỏi danh mục những danh sách các mã cổ phiếu tiềm năng cái tiêu chí thứ hai thì để đánh giá cổ phiếu tiềm năng á, thì nó phải thực sự là những mã cổ phiếu chi trả cổ tức đều đặn hàng quý thậm chí có những mã cổ phiếu nó chi trả cổ tức đều đặn hàng tháng thì nó không bị gián đoạn bởi một cái lý do gì cả thì đó là một trong những mã cổ phiếu tiềm năng đủ sức chi trả cũng như là lợi nhuận doanh thu đều ổn định thì lúc đó cổ tức nó mới đều đặn được như vậy thậm chí là những mã cổ phiếu nó tiềm năng ví dụ như là coca hay là cái Martin thậm chí là Johnson Johnson thì những mã cổ phiếu này á, giá trị cổ tức nó đều tăng theo từng quý thì đó là một trong những minh chứng là cái doanh thu dòng là tiền lợi nhuận của nó hàng quý nó đều rất là ổn định và rất là tốt thì lúc này anh chị nhà đầu tư đầu tư vào nắm giữ dài hạn thậm chí là đầu tư ngắn hạn thì cái giá trị sinh lời của nó rất là ok đó thì chúng ta phải nhìn nhận vài cái vấn đề về cổ tức tại vì ở trong thị trường này thì anh chị nhà đầu tư đầu tư vào thị trường nắm giữ cổ phiếu của nó thì anh chị sẽ có hai dòng lợi nhuận chính một là anh chị nhận được cái lợi nhuận từ tăng trưởng giá của nó thứ hai anh chị sẽ nhận thêm một cái dòng lợi nhuận nữa đó là dòng lợi nhuận từ cổ tức thì đó là cổ tức là sao cổ tức có những nhà anh chị đầu tư mới ở đây chưa vẫn vẫn còn chưa hiểu khá là mơ hồ thì đó là phần lợi nhuận mà chắc chắn các anh chị nhà đầu tư sẽ nhận được tại vì nó là doanh thu tổng kết doanh thu của trong một quý 3 tháng khi mà anh chị đã góp vốn vào đầu tư thì có doanh thu nó sẽ chi trả lợi nhuận doanh thu đó cho các nhà đầu tư đang sửa cổ phiếu của nó bằng hình thức là chi trả bằng cổ, cổ, tức và nó sẽ là tiền mặt đối với những công ty của Mỹ thì một năm anh chị có thể nhận được cổ tức lên tới 4 lần và mức sinh lời của từng tùy thuộc vào từng mã anh chị sẽ có được 8 đến 10 phần trăm cái dòng lợi nhuận này đó thì nếu mà anh chọn anh chị chọn thêm cái mã cổ phiếu nó tiềm năng thực sự thì anh chị có thể nhận được lợi nhuận sinh trưởng giá tăng trưởng giá từ 30 đến 40 phần trăm nữa thì tổng kết lại thì trung bình các mã cổ phiếu tiềm năng nó thực sự là mang lại cho anh chị những cái dòng lợi nhuận đều hàng năm từ 30 ít nhất là 30 đến 40 phần trăm thì cái này anh chị hình dung như cái việc mà anh chị nhà đầu tư đang đầu tư vào thị trường bất động sản ấy. Ở đây có anh chị nhà đầu tư nào đang đầu tư vào thị trường bất động sản mà Đấy, cũng cũng có rất là nhiều anh chị nhà đầu tư đang đầu tư vào thị trường bất động sản nhé à, như chị My này đó thì ở thị trường bất động sản khi mà chúng ta đầu tư vào nhà đất chúng ta sở hữu một cái ngôi nhà đất thì giá trị nhà đất này chúng ta tất nhiên cũng phải lựa chọn không thể nào chúng ta đầu tư vào bất động sản mà đất nào chúng ta cũng mua nhà nào chúng ta cũng mua được chúng ta phải lựa chọn những cái vị thế rất là đẹp ngã tư thậm chí là uh, khu đầu uh, khu đầu hồi này đúng không sau đó chúng ta lựa chọn những cái vị trí gần trường học bệnh viện trạm xá xe buýt thậm chí đó là một nơi chuẩn bị là tái định cư khu dân cư mới và mở rộng cơ nới đường xá hay là các dự án công trình gì đó đó chúng ta sẽ lựa chọn những cái vị thế đẹp như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ lựa chọn những nhà đất nó có tăng trưởng giá trong tương lai và chúng ta lựa chọn chúng ta mua xong rồi thì giá đắt đó nó sẽ tăng trưởng theo từng tháng, từng quý, từng năm. Đúng không à? ạ? Thì ngoài ra chúng ta cũng thể có lấy, lấy nhà đắt đó để cho thuê nhà. Và chúng ta sẽ nhận được tiền thuê nhà hàng tháng và nó sẽ là sinh ra có một cái dòng tiền mới cho mình. Đó thì nó hình nó nó qua bên cổ phiếu thì nó tương đồng với lại cái giá trị cổ tức mà anh chị nhà đầu tư nhận được hàng quý đều đặn hàng quý. Đó Thế nên là chúng ta phải xác định được các mã cổ phiếu tiềm năng thực sự thì chúng ta mới có tạo ra được lợi nhuận cho chúng ta cơ quan chúng ta đầu tư à, yếu tố thứ ba mà thắng cho rằng bản cổ phiếu tiềm năng thật sự phải đáp ứng được đó là chúng ta có thể nắm giữ được dài hạn đúng không ạ tức là chúng ta có thể nắm giữ ở ngắn hạn sinh ra lợi nhuận ok nhưng mà dài hạn chúng ta vẫn có thể nắm giữ được thì đó mới thực sự là một mã cổ phiếu tiềm năng thực sự đúng không ạ không thể nào mà chúng ta chỉ là vì nó thời điểm này là như thế chúng ta nắm giữ vào nhưng mà sau này chúng ta không thể nào nắm giữ được nữa hoặc là nó chỉ xin lời trong một cái giai đoạn nào đó mà sau đó là nó không phù hợp với hiện tại nó không phù hợp với thị trường thì những cái, những cái mã cổ phiếu như thế chúng ta uh, không nên đầu tư đó thì anh chị nhà đầu tư phải nắm nắm chắc được các uh, yếu tố này thì để đánh giá được một một mã cổ phiếu tiềm năng đó thì uh, đó là một cái định nghĩa về cổ phiếu tiềm năng thì bây giờ Thắng muốn chia sẻ thêm Để mà cách mà anh chị nhận biết và nên đầu tư vào các mã cổ phiếu nào Trong cái thời điểm này Tại vì ở sàn đi Cà chay đang hiện tại đang hỗ trợ là Không chỉ một vài mã cổ phiếu Mà hơn tới 400 mã cổ phiếu Từ thị trường Mỹ tới thậm chí thị trường của Âu Đó, cho nên anh chị nhà đầu tư không biết mình nên đầu tư cái nào Đúng không ạ? Chưa giờ chúng ta thực tế biết là thị trường chứng khoán nó là một trong những thị trường rất là tiềm năng, mang lại lợi nhuận rất là lớn. Nhưng mà nó chỉ mang lại lợi nhuận lớn đối với một số nhà đầu tư nào hiểu biết về thị trường và chọn được đúng được những mã cổ phiếu tiềm năng và người ta biết cách giao dịch. Thế thôi. Và đây thì Thắng cũng chia sẻ luôn. Thì đó là các cách để mà anh chị có thể là nhận biết được các cổ phiếu tiềm năng. Rồi đầu tiên, cái yếu tố đầu tiên á, Thắng muốn chia sẻ là anh chị nhà đầu tư phải dựa vào xu hướng của kinh tế đó là một cái xu hướng chung của thị trường, thì chúng ta sẽ dựa vào đó chúng ta đánh giá tổng quan à, các mã cổ phiếu trong các lĩnh từng cái lĩnh vực mà nó đang hoạt động. Ví dụ như là mã cổ các mã cổ phiếu thời điểm này thắng cũng chia sẻ luôn, thì các anh chị nhà đầu tư có thể an tâm lựa chọn những cái mã cổ phiếu trong những ngành thứ nhất là ngành về y tế, cái điều điều này là các anh chị nhà đầu tư đều hoàn toàn hiểu được đúng không ạ? Vì tình hình mà chúng ta đang gặp phải là đang gặp phải một cơn khủng hoảng về dịch COVID. Đó là một cơn khủng hoảng về y tế, nó rất là trầm trọng, nó mang ảnh hưởng tới, tới tầm thế giới. Cho nên là các mã cổ phiếu về công ty y dược, y tế thì nó đang được đánh giá rất là cao. Nhất là những công ty nào đang trong cái giai đoạn mà nghiên cứu vaccine COVID-19 này, này, thì giá trị của cổ phiếu mà của nó mang lại thì rất là lớn bình thường nếu mà không xét về cái tình hình mà dịch covid như thế này thì các mã cổ phiếu mà y tế thì thực tế là có nên đáng nổi đầu tư hay không đó thì cái câu hỏi này thì anh chị nhà đầu tư cũng đã hình dung được trong đầu rằng khi mà chúng ta thực tế y tế chúng ta không bao giờ vào trong trong nhà 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 thương thậm chí là nhà thuốc để chúng ta có thể trả giá mua những sản phẩm của họ thường là chúng ta sẽ bỏ ra nhiều hơn để mà chúng ta sẽ nhận lại được những cái chất lượng dịch vụ tốt hơn thậm chí là những cái phương thuốc điều trị tốt hơn chứ không ai mà đi trả giá để mà kỳ kèo với lại những cái sức khỏe của mình cả cho nên là sức khỏe của mình là thứ ưu tiên đầu tiên đúng không đối với những người mà giàu giàu có và tình hình dịch bệnh covid như thế này á nó đang làm cái suy nghĩ về bảo vệ sức khỏe của những người dân thậm chí của những người giàu nó càng hơn rõ nét hơn rất là nhiều. Đó là lý do mà vì sao các mã cổ phiếu y tế nó đang tăng trưởng rất là mạnh. Tại vì người ta sử dụng, đó, nên là sử dụng các thứ nhất là các uh, dụng cụ y tế này, các uh, cái loại để mà chăm sóc sức khỏe, bảo vệ sức khỏe mà xưa nay chúng ta thường hay lơ là. Đó, thì đó là lý do mà vì sao các mã cổ phiếu y tế nó, nó đang được hỗ trợ thị trường hỗ trợ rất là mạnh. Đó, ngoài ra thì anh chị có thể là yên tâm đầu tư vào những mã cổ phiếu về công nghệ bởi vì thực tế thì xã hội bây giờ là xã hội công nghệ 4.0 đúng không ạ? cho nên là động lực tăng trưởng trong các mã cổ phiếu công nghệ nó rất là lớn. Ví dụ như những mã cổ phiếu như Apple, thậm chí là Tesla. À, Tesla thì có những nhà chị đầu tư cho rằng đó là một mã cổ phiếu về xe ô tô, công công nghiệp ô tô. Nhưng mà đánh giá chung á, nó là một, một cái một trong những mã cổ phiếu về công nghệ ô tô, nó làm thay đổi cả một cái ngành ô tô, đúng không ạ? thay đổi cả một ngành công nghiệp ô tô bởi vì nó là một xe điện cái công nghệ của tesla nó đang giúp cho thế giới định hình lại cái việc mà bảo vệ môi trường đó và giá trị cổ phiếu tesla thì nó đang tăng trưởng rất là mạnh thì nó là một trong những gã cổ phiếu mà thực tế là những anh chị nhà đầu tư tìm hiểu về thị trường chứng khoán quốc tế thì đều biết cái tay này đó. vì giá trị nó tăng trưởng từ lúc mà nó khởi điểm còn hơn 300 400 đô một cổ phiếu và bây giờ nó lên thậm chí có thời giai đoạn nó lên 1500 đô một cổ phiếu. Mức độ tăng trưởng như thế là cực kỳ cực kỳ phi mã. Đúng không ạ? Thì đối với những mã cổ phiếu y tế thời điểm này không thế. Khi mà vaccine nó nghiên cứu ra rồi thì việc mà nó phát hành thương mại hóa cái vaccine đó thì thực tế mã cổ phiếu y tế nó sẽ tăng phi mã. Giống như là cái câu chuyện Tesla vừa rồi vậy. Đó thì chúng ta phải dựa vào xu hướng kinh tế để mà chúng ta lựa chọn các ngành ví dụ như là công nghệ và thứ hai nữa là y tế. Thứ, rồi cái thứ hai yếu tố thứ hai thì chúng ta sẽ dựa vào gì để chúng ta có thể đầu tư? Đó thì chúng ta sẽ dựa vào một là thời điểm. Thời điểm này là sao? Thời điểm tất nhiên là các mã cổ phiếu chúng ta biết là ok mã cổ phiếu về y tế tức là mã cổ phiếu tốt đúng không? Cho chúng ta biết là mã cổ phiếu công nghệ cũng là thời điểm tốt để chúng ta đầu tư. Nhưng mà không phải lúc nào chúng ta bỏ vốn vào đầu tư mua sở hữu những mã cổ phiếu đó chúng ta đều có lợi nhuận cả đúng không? Đấy thì chúng ta phải dựa vào thời điểm. Thì thời điểm là những thời điểm nào? Chúng ta phải lựa chọn những thời điểm mà những mã cổ phiếu nó sắp tiến hành chi trả cổ tức. Thứ hai nữa là nó sắp tiến hành ra báo cáo doanh thu. Ba nữa là nó có những tin tức về các sản phẩm cũng như là các tin tức tốt về tập đoàn. Thì lúc này thì các mã cổ phiếu nó sẽ tăng trưởng rất là mạnh, thậm chí là tăng trưởng rất là nóng trong cái những giai đoạn này nhất là những mã cổ phiếu mà nó sắp chi trả cổ tức thì cái điều này á anh chị nhà đầu tư đầu tư lâu năm chắc anh chị đều hiểu nhưng mã cổ phiếu đầu tư mà nó sẽ dựa vào tâm lý của thị trường rất là nhiều dự dựa vào bản thân các nhà đầu tư rất là nhiều khi mà các nhà đầu tư người ta lạc quan người ta kỳ vọng vào mã cổ phiếu này tăng trưởng tốt mà mang lại lợi nhuận cho họ thì họ sẽ không bao giờ tiết tiền để mà mua thâu mua càng nhiều cổ phiếu của tập đoàn đó càng càng tốt thì lúc này làm cho giá trị cổ phiếu của nó sẽ tăng trưởng rất là mạnh thì những mã cổ phiếu mà nó chi trả cổ tức cũng thế nó sẽ có một cái cột mốc và nó sẽ chi, tiến hành chi trả cổ tức nó ấn định và nó thông báo trên trên toàn thế giới đều biết cả thế là người ta sẽ bắt đầu uh, mua vào đó để mà nắm giữ và tới ngày đó chúng ta sẽ nhận được cổ tức trong ngắn hạn thôi chứ đầu tư đồng quý là chúng ta đã có lợi nhuận từ cổ tức rồi đó là lợi nhuận chắc chắn mà anh chị nhận đầu tư nhận được đấy thì nó sẽ hỗ trợ giá rất là nhiều là chúng ta sẽ vừa nhận được cổ tức vừa nhận thêm được một khoản lợi nhuận tăng trưởng giá trong ngắn hạn nữa. Đó, thì đó là thời điểm rất là tốt và nó sẽ biến động cực kỳ an toàn và ít rủi ro cho các những nhà đầu tư, nhất là những nhà đầu tư mới có thể tham gia vào những thương vụ chi trả cổ tức. Đó, đó là một trong những thời điểm tốt. Thứ hai nữa là những thời điểm mà nó ra báo có doanh thu à, và những báo có doanh thu nào mà trong một quý nó ra báo có doanh thu và báo có doanh thu đó vượt qua các dự đoán của các nhà chuyên gia nhận định về thị trường thì lúc này giá trị cổ phiếu cũng nó sẽ được tăng trưởng rất là mạnh nữa đó vừa rồi Tesla cũng có một cái thông tin uh, là là nhập uh, gia nhập vào các uh, chỉ số SP500 đó thì gia nhập vào ngôi nhà của 500 công ty lớn nhất thế có vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới đó thì đó làm cho giá trị của cổ phiếu Tesla nó tăng trưởng rất là mạnh trong những thời gian qua hơn hai ngày gần đây là cổ phiếu Tesla nó tăng trưởng rất là mạnh riêng tối hôm qua nó đã tăng hơn 45 đô trên một cổ phiếu thực tế là Tesla là một trong những câu chuyện huyền thoại về thị trường chứng khoán quốc tế và những ai đầu tư vào thị trường này mà đã sở cổ phiếu Tesla từ những giai đoạn trước ấy thì đều trở thành tỷ phú cả vì giá trị cổ phiếu Tesla nó đang tăng trưởng rất là mạnh rồi thứ ba nữa thì như lúc nãy chị thắng chia sẻ đó dựa vào cái báo cáo doanh thu của những anh chị nhà đầu tư đánh giá vào công tập đoàn công ty đấy thì anh chị sẽ có lợi nhuận từ rất là lớn nó là lớn từ từ việc mà anh chị uh, nhận định được doanh thu của nó vì uh, cái doanh thu này nó sẽ ra đều đặn hàng quý cứ uh, mỗi quý nó sẽ ra báo cáo doanh thu một lần đó thì anh chị nhà đầu tư dựa vào cái lịch sử chi trả uh, lịch sử mà báo cáo doanh thu của nó để đánh giá cái tình hình của, của của công ty này đó thì chúng ta sẽ đánh theo mua theo cái cái đánh giá thì dựa vào công Uh, lịch sử chi trả uh, lịch sử uh, báo cáo doanh thu của nó và những cái báo cáo doanh thu nào nó vượt qua các dự báo của các chuyên gia thì đó là một cái những công ty tốt thì lúc này giá trị cổ phiếu nó sẽ được tăng trưởng rất là mạnh bởi vì cái uh, sự lạc quan cũng như kỳ vọng của các nhà đầu tư ừ. thứ ba nữa là thứ tư nữa là chúng ta có thể là dựa vào cái giá trị của công ty ừ. thì uh, với những giá trị công ty uh, thì thực ra ở thị trường này chúng ta sẽ có nhiều nhà đầu tư có hai luồng đầu tư khác nhau. Một là họ sẽ lựa chọn đầu tư vào những mã cổ phiếu uh, đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán như là Nasdaq hoặc là Nai Đó, thì những công ty này á nó có vốn hóa thị trường rất là lớn và có nó có lịch sử lâu dài, tăng trưởng tốt và có có cái danh tiếng nhất định. Những công ty này á thì nó sẽ mang lại lợi nhuận an toàn cho các nhà đầu tư và mức lợi nhuận nó thực tế là nó không cao đó và thứ hai nữa là cái giá trị nó cũng đã được khẳng định rồi và việc mà anh chị nhà đầu tư đầu tư vào thì bắt buộc anh chị phải đầu tư số vốn cũng à, khá khá chứ không thể nào ít được và mức lợi nhuận thì nó ổn định và an toàn nó đều đặn hàng hàng tháng hàng quý hàng năm nhưng mà có những anh chị nhà đầu tư người ta sẽ lựa chọn vào những công ty thậm chí là nó có tiềm năng rất là lớn dựa vào những cái ý tưởng thậm chí là những sản phẩm chưa được đưa ra thị trường đó. Thì hiện tại thắng thấy là có rất là nhiều anh chị nhà đầu tư đang tham gia đầu tư vào những cái cổ phiếu uh, về trí tuệ nhân tạo AI hoặc là những cổ phiếu mà thậm chí là uh, toàn là những cái công nghệ trong tương lai cả thay thế trong tương lai nhưng mà thực tế là bây giờ nó đang rất là cố gắng để mà niêm yết trên những cái sàn giao dịch như là nai và NASDAQ đó thì việc mà đầu tư vào những cái công ty như thế thì anh chị sẽ có lợi nhuận rất là cao thậm chí là nhân 10 nhân 20 cái tài khoản giao dịch của mình tại vì những cái công ty này á, thì nó hiện tại nó đang được được định giá rất là thấp đúng không ạ à? nhưng mà lợi nhuận của nó khi mà được niêm yết trên sàn giao dịch á, thì nó sẽ tăng rất là cao và thậm chí những cái sản phẩm những cái ý tưởng của nó được áp dụng vào thực tế thì giá trị mà anh chị nhận lại thì rất là lớn nhưng mà khi mà chính trị nhà đầu tư đầu tư vào những công ty này rủi ro lớn nhất là gì Điều đó lớn nhất chính là việc mà nó không thể nào niêm yết những cái sàn giao dịch Và khi mà anh chị nào đầu tư nắm những cái cổ phiếu đó Thì anh chị chỉ có thể là giao dịch nội bộ Và bán trao tay với nhau Thậm chí là lúc đó muốn bán thì cũng không có người mua Và cái việc mà thanh khoản nó không được ấy Thì chúng ta chẳng khác gì chúng ta là Dùng tiền đổ ra những tờ giấy trắng Hoặc là những cái thông tin về trên điện tử Còn cho nên tốt nhất là thắng nên khuyến nghị là những nhà đầu tư mới chúng ta không nên kỳ vọng vào trong thị trường này có mức lợi nhuận quá cao chúng ta chỉ cần đặt đâu đó khoảng 20 đến 30 phần trăm lợi nhuận của mình là đã quá ok rồi đúng không ạ cho nên là chúng ta tốt nhất là lựa chọn những mã cổ phiếu đã qua đã qua kiểm định của thị trường và nó đang niêm yết cho những sàn giao dịch như là nai và Natas lúc đó chúng ta giao dịch nó cực kỳ an toàn và những công ty này nó có là lịch sử lâu đời rồi đúng không ạ từ chiến tranh dịch bệnh thậm chí là bây giờ vẫn luôn tồn tại và thậm chí là có lợi nhuận và bắt đầu chi trả cổ tức cho các nhà đầu tư. Và cổ tức này nó lại tăng theo từng quý nữa thì rất là một trong những cổ phiếu rất là tốt. Đúng không ạ? À? Cho nên là cái này chúng ta phải dựa vào giá trị của công ty là như vậy. À, thì sẵn đây thì Thắng cũng uh, chia sẻ nhanh cho các chị nhà đầu tư nắm bắt được một số mã cổ phiếu tiềm năng trong cái thời điểm này. Uhm. À, đầu tiên mà mã cổ phiếu mà thắng muốn chia sẻ chính là mã cổ phiếu Johnson Johnson. Thì mã cổ phiếu này á là một cái tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thuốc, thực phẩm, dinh dưỡng và thiết bị y tế. Tập đoàn này được xếp trong những nhóm dẫn đầu về việc nghiên cứu bào chế vaccine chống virus corona, của chủng mới trên toàn cầu. Thì đó, thì nó hoàn toàn, nó hoàn toàn là, là đáp ứng được những cái yếu tố mà thắng đánh giá là một cổ phiếu tiềm năng đúng không ạ thì đó uh, chúng ta nên uh, lựa chọn những con mã cổ phiếu như thế này để chúng ta đầu tư và cái việc thời điểm này ngày 23 tháng 11 sắp tới đây Johnson Johnson nó sẽ chi trả cổ tức mức cổ tức là 1.01 đô trên một cổ phiếu đó thì cái thông tin này nó sẽ giúp cho giá trị cổ phiếu của nó sẽ tăng trưởng rất là tốt trong những giai đoạn sắp chi trả cổ tức như thế này chúng ta hôm nay Thắng uh, chia sẻ ở đây thì là hôm 19 rồi thì tính ra chỉ còn um, 4 ngày nữa. Tức là chỉ còn hai phiên giao dịch nữa thôi. Là anh chị có cơ hội sở hữu cái mã cổ phiếu này để mà nhận luôn cái cổ tức của nó. Thì đây là thời điểm rất là tốt để mà anh chị có, uh, có thể nhận được lợi nhuận từ cổ tức. Thứ hai nữa anh chị có thể nhận được lợi nhuận từ tăng trưởng giá của nó khi mà ước tính đồng thuận đó của các chuyên gia trên trang Investing đánh giá nó là hơn 12 cái đánh giá là cho rằng là giá trị cổ phiếu của nó sẽ tăng lên cái vùng giá 180 đô. Mà trong khi đó hiện tại giá của nó chỉ tầm 146 đô. Đấy. Nó rất là thấp. À, thì nó sơ qua cái tình hình mà kinh doanh quý 3 của anh của mã cổ phiếu Johnson Johnson này. Thì trong báo cáo tài chính quý 3 á, thì vừa rồi nó được công bố vào ngày 13 tháng 10 này á, là nó là cho thấy cái kết quả kinh doanh vượt trội so với kỳ vọng được đề ra. Cụ thể thì cái con số công bố cho thấy là mức doanh thu có được là hơn 21,08 tỷ USD, thì mức vượt mức kỳ vọng là hơn hơn 20,02 tỷ USD và cao hơn con số của cùng kỳ năm trước là hai, hơn là 20.72 tỷ đô. Thì cái lợi nhuận trên từng cổ phiếu mà các mã cổ phiếu này nó thu về được là hơn 2,20 đô. Đó, cao hơn rất là nhiều so với cái mức là 1,98 đô kỳ vọng của giới đầu tư theo khảo sát của Trang Investing. Thì đó, đây là một trong những đơn vị kinh doanh thuốc Uh, vốn uh, đang được thực hiện nghiên cứu bào chế vaccine chống lại cái dịch bệnh Covid-19 này và đạt được doanh thu rất là lớn lên tới 11,4 tỷ đô tăng 5% so với lại uh, cùng kỳ tháng trước. Đó, thì với một uh, đơn vị khác mà ảnh hưởng xấu bởi dịch bệnh là đơn vị bán thuốc phổ thông ấy thì nó đã ghi nhận được mức tăng trưởng uh, vượt qua cái doanh thu đạt được là hơn 3,5 tỷ đô tăng trưởng 1,3% so với cùng kỳ năm 2019. Đó thì cái tập đoàn này nó đang nghiên cứu vaccine Covid-19 và thông tin về co vaccine Covid-19 thì mấy ngày gần đây anh chị nhà đầu tư thêm thời sự đều đã biết Ở tập đoàn Pfizer đó thậm chí là Mora hai những hai hai cái mã cổ phiếu này nó đang nghiên cứu và nó công bố kết quả thử nghiệm lần thứ ba của nó đã đạt được mức là hơn 90 thậm chí là 95 phần trăm ngăn ngừa sự lây nhiễm uh, virus Corona hơn nữa là nó có thể bảo quản được trong cái nhiệt độ uh, tủ lạnh hơn 30 độ C thì thực tế đây là một trong những mặt cổ phiếu thực sự là rất là tiềm năng đúng không ạ để mà anh chị có thể là uh, lựa chọn đầu tư thì ở đây uh, thắng cũng uh, chia sẻ luôn đây anh chị có nhà đầu tư đã biết về trang Investing này chưa thì trang này uh, thì có tất cả các thông tin về cổ phiếu trong nước cũng như là nước ngoài thì cái này chúng ta có thể dùng để tra cứu những thông tin về cái mã cổ phiếu thì ở đây thắng chia sẻ Johnson Johnson là vì lý do ngày 23 tháng 11 này nó sẽ chi trả cổ tức và mức cổ tức của nó cực kỳ cao so với lại cái giá trị mà cổ phiếu mà anh chị đầu tư mức cổ tức của nó lên tới 1,01 đô đồng mà đó thì ở đây nếu chị đầu tư thấy đó uh, việc mà đầu tư vào Johnson Johnson này á anh chị chỉ cần làm một bài toán đầu tư á. Ví dụ như đầu anh chị đầu tư khoảng mức vốn từ 5.000 thì anh chị sẽ gần sở hữu 500 cổ phiếu của nó thôi. Thì anh chị đã nhận được cổ tức là hơn 505 đô tiền cổ tức rồi. Nó gần như là 10% lợi nhuận chắc chắn mà anh chị nhận nhà đầu tư nhận được. Chưa kể mức độ lợi nhuận mà khi mà nó tăng trưởng giá nữa. Thì chỉ trong gần hai phiên này nó chỉ cần tăng trưởng một giá thôi thì với 500 cổ phiếu anh chị đã có thêm lợi nhuận là 500 đô rồi. Đúng không ạ? nó còn cần tương ứng là 10% nữa thì anh chị đã có lợi nhuận hơn 20% trong cái việc mà anh chị đầu tư sở hữu thời điểm mà nó sắp chi trả lập tức rồi. Đó, ngoài ra anh chị có thể đầu tư sở hữu mã cổ phiếu Johnson Johnson này dài hạn hơn nắm giữ một năm thì anh chị với 500 cổ phiếu như thế anh chị đã có lợi nhuận tới 4 đô đúng không? ạ? À? Là anh chị đã có lợi nhuận hơn 2.000 đô rồi trong một năm anh chị nhận lợi nhuận chắc chắn là hơn 2.000 đô đấy còn chưa kể cái mức độ lợi nhuận từ tăng trưởng giá của nó là nữa chi đúng không ạ à? thì một năm chỉ cần nó tăng trưởng đâu đó khoảng hai ba đô đi một cổ phiếu rồi là chị đã có lợi nhuận rồi coi như là gần như là thu hồi vốn về đúng không ạ à? tất nhiên chúng ta sẽ đầu tư uh, ngắn hạn với những số vốn nhỏ để mà chúng ta có thể uh, tiếp tục sinh lợi nhuận và giúp cái đồng tiền nó di chuyển liên tục hết chúng ta đầu tư theo thương vụ này chúng ta tiếp tục kế đến những thương vụ khác thì cái thương vụ Johnson Johnson này là ngày 23 chỉ dạo tức rồi thì nó cũng khá là sát ngày đúng không ạ thắng cũng chia sẻ thêm một số mã cổ phiếu tiềm năng nữa thì đó là một trong những cái mã cổ phiếu mà anh chị rất là quen thuộc đó là Coca Cola đúng không ạ thì cổ phiếu của Coca Cola này là một cái một trong những mã cổ phiếu blue chip nằm trong top 22 cổ phiếu tăng trưởng hơn 10 quý liên tiếp nằm trong danh mục đầu tư chiến lược của các quỹ đầu tư và ngân hàng lớn trên thế giới là mã cổ phiếu mà dẫn đầu thị trường về cái sự tăng trưởng ổn định và rủi ro cực kỳ thấp thậm chí ông Warren Buffett đó, là tỷ phú giàu số 3 thế giới này hiện tại này ông đang sở hữu hơn 400 triệu cổ phiếu của Coca-Cola anh chị nhìn đây đây chính là cái báo cáo doanh thu của nó đây chính là cổ tức của Coca-Cola đúng không ạ ngày 30 tháng 11 này nó sẽ chi trả cổ tức là tức à, vào cuối tháng này đó thì cái thương vụ này thì anh chị vẫn còn rất là nhiều thời gian để có thể mà sở hữu mã cổ phiếu này và nhận được cổ tức của nó một cách chắc chắn và có thêm lợi nhuận tăng trưởng giá nữa khi mà cái việc ước tính đồng thuận của các nhà phân tích kỹ thuật của trên trang investing ấy đã đánh giá là mã cổ phiếu này có thể là tăng lên vùng giá 61 đô trong khi giá cổ phiếu này nó chỉ đang là vùng giá là hơn 52 đô thôi đó, thì mức độ lợi nhuận của nó còn rất là cao hơn 10 hơn 10 giá nữa mà. Đúng không Và cái giá trị cổ tức của nó từng quý anh chị thấy không? Tăng từ không 0,4 0 lên tới không bị 0.007.41. Không 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 thì ở đây này, anh chị cũng thấy này, Johnson Johnson cũng thế, tăng từ 0 95 này, nó cũng tăng lên một chấm này. Thì, tức là cái giá trị uh, thu nhập của nó, dòng tiền của nó từng quý nó đã được tăng lên rất là nhiều. Ngay cho, ngay cả trong giai đoạn dịch Covid này có những anh chị nhà đầu tư cho rằng là trong dịch covid này là không nên đầu tư cái gì thực tế tất nhiên là trong dịch covid thế này á, có những mã cổ phiếu nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng ví dụ như những mã cổ phiếu về ngành hàng không hoặc là dịch vụ đó thì nó sẽ bị ảnh hưởng và nó vì cái việc mà nhu cầu đi lại di chuyển trong cái xã hội mà dịch covid như thế này nó rất là hạn chế thì tất nhiên là nó sẽ giảm nhưng mà những những công ty ngược lại những công ty về y tế thì nó sẽ được hưởng lợi rất là nhiều thì chúng ta thay vì đầu tư vào những cổ phiếu về Uh, dịch vụ như thế thì chúng ta đầu tư vào những cổ phiếu về y tế thì chúng ta sẽ có mức lợi nhuận rất an toàn thì nói qua về Coca này á, thì ngày 30 tháng 11 này tập đoàn này sẽ trả cổ tức mức 0,41 đô trên một cổ phiếu đây là phần lợi nhuận chắc chắn 100 phần trăm mà các nhà đầu tư nhận được thì Coca Cola thì anh chị biết là một trong những công ty lớn nhất trong cái ngành đồ uống không cồn đúng không ạ và giá trị cổ phiếu của nó thì liên tục tăng và thậm chí cái doanh thu của nó anh chị thấy đấy lịch sử doanh thu của nó lúc nào nó cũng vượt qua các dự báo của các chuyên gia thậm chí có có, có cái cái cái, cái giai đoạn mà tháng 7 2020 này này tức là cái giai đoạn dịch covid á, 3 tháng dịch covid á, thì uh, dân số của nó mới có bị thụt lui một xí nhưng mà không sao bây giờ thì chúng ta thấy là cái doanh thu của nó đã được tăng trưởng hơn là rất là nhiều so với cái dự báo đó, là cái sự lạc quan và kỳ vọng vào cái việc mà vaccine covid 19 này nó có thể khống chế hoàn toàn cái dịch bệnh đó. thì với cái bài toán mà chúng ta chỉ cần sở hữu 1.500 cổ phiếu của nó thôi tức là chúng ta đầu tư mức 45.000 thì chúng ta đã có chắc chắn là sao 610 đô 610 đô tiền của lợi nhuận từ cổ tức và chưa kể nó mức độ tăng trưởng giá của nó chứ chỉ cần tăng trưởng một giá thôi anh chị đã có lợi nhuận là 1.500 đô rồi đúng mà đó thì cái mức độ sinh lợi nhuận từ cái giá trị cổ tức của mã cổ phiếu này nó lên tới hơn 10 phần trăm lợi nhuận chắc chắn rồi đấy còn nếu chị nào tư đầu tư mức 40.000 thì chị có thể nắm giữ sở hữu 3.000 cổ phiếu của Coca-Cola và tới ngày 30 tháng 11 này anh chị sẽ nhận được cổ tức là 1.230 đô rồi đúng không ạ à? nó chưa kể tăng trưởng giá chỉ cần nó tăng trưởng một giá lên chị đã có lợi nhuận là 3.000 đô nữa thì với mức số 4 mà 10.000 đô như thế này là chúng ta đầu tư là chúng ta đã có mức sinh lợi nhuận là hơn 30 phần trăm rồi tổng tới 40 trăm là đúng không ạ chỉ cần nó tăng trưởng một giá và trong khi từ đây tới ngày 30 tháng 11 thì còn thời gian hơn 10 ngày nữa để anh chị có thể nắm giữ và nhận được lợi nhuận kép thực tế là đây là một trong những mặt cổ phiếu thực sự rất là tiềm năng trong cái tháng 10 này để mà anh chị có thể đầu tư ngoài ra thì uh, ngoài Coca-Cola này ra uh, thì thắng cũng muốn chia sẻ thêm một mặt cổ phiếu tiềm năng thực sự nữa thì để anh chị nhà đầu tư có thể lựa chọn và đầu tư thôi thì giá trị cổ phiếu của nó cái Martin này này đó nó chi trả cổ tức lên tới 2,6 đô rất là cao đúng không ạ à? nhưng mà giá trị cổ phiếu của nó cũng khá là cao anh chị cần phải bỏ ra hơn 7,5 đô như một cổ phiếu là đó ở đây có rất là nhiều chị nhà đầu tư đặt ra câu hỏi về Coca-Cola. À, chị Kim Lan hỏi là tôi muốn mua cả Coca-Cola và Johnson Johnson thì được không chuyên gia? À, thì thực tế thì chị Lan ạ, thì việc đầu tư trong thị trường này á, thì chúng ta chỉ cần một cái tài khoản giao dịch. Ở trong tài khoản giao dịch đó thì chúng ta có thể mua hoàn toàn 400 mã cổ phiếu. Và chúng ta mua như thế thì tất nhiên là chúng ta không thể mua như thế đúng ạ chúng ta sẽ lựa những mã cổ phiếu tiềm năng và chúng ta sẽ đa dạng hóa các danh mục đầu tư và một cái câu nói mà rất là quen thuộc chúng ta không nên bỏ trứng vào một rổ chúng ta sẽ đa dạng hóa các cây đầu tư của ta của chúng ta ra chúng ta sẽ mua sở hữu những mã cổ phiếu này nắm giữ đa dạng ra để mà hạn chế những cái rủi ro đúng không ạ thì cái tập đoàn lúc cái Martin này thì giới thiệu sơ qua thì nó là một trong những tập đoàn về công nghệ vũ khí lớn nhất của Mỹ thì uh, tập đoàn Lockheed Martin này uh, đang sở hữu uh, 80% doanh thu từ bộ quốc phòng của Mỹ rồi. đó, thì uh, tập đoàn này ngày 30 tháng 11 nó cũng chi trả cổ tức mức là 2,6 đô. thì anh chị chỉ cần sử hữu 1.000 cổ phiếu của nó thôi anh chị đã có lợi nhuận là 2.600 đô rồi. đấy, thì thông thường thì sau khi chi trả cổ tức thì giá trị cổ phiếu của tập đoàn này vẫn có xu hướng tăng rất là mạnh. Nhưng các nhà đầu tư vào thương vụ này sẽ nhận được cái lợi nhuận kép từ tăng trưởng giá và và, và giá trị cổ tức của nó thì tập tập đoàn Lockheed Martin này ra cái báo cáo doanh thu quý 3 từ năm 2020 á, hoạt động liên tục à, từ 6,25 đô trên một cổ phiếu và doanh thu công bố cũng cao hơn so với quý trước đạt mức là 16,5 tỷ đô thì lúc Martin này đã giành được hợp đồng ưu đãi giá cố định 10 năm giao hàng vô thời hạn à, có nghĩa là không có thời hạn đấy trị giá là hơn 62 tỷ đô để sản xuất mới cái máy bay F-16 tức là máy bay chiến đấu F-16 thì uh, thực tế thì tập đoàn Lockheed Martin này á anh chị sở hữu mã cổ phiếu của nó thì anh chị hoàn toàn yên tâm về cái giá trị tương lai của nó tại vì uh, bản thân các quốc gia cái việc mà bổ sung khí tài cũng như là các bổ sung lại các uh, vũ khí cho củng cố lại cái nền quốc phòng của mình á, thì đó là điều mà hoàn toàn hợp lý của các quốc gia thôi cái nhu cầu thiết yếu và tập đoàn Lockheed Martin này của Mỹ á, thì hiện tại đang sở hữu rất là nhiều, rất nhiều hợp đồng từ của, của các quốc gia và bây giờ nó chỉ tập trung sản xuất, ăn ngủ và sản xuất thôi. Cho nên đơn hàng nó là không hề thiếu và việc làm nó cũng không hề thiếu. Chỉ là bây giờ nó là vấn đề thời gian để hoàn thành đáp ứng những cái yêu cầu đơn hàng đó thôi. Cho nên anh chị hoàn toàn có thể yên tâm đầu tư vào cái thương vụ này. À, có những anh chị nhà đầu tư uh, lúc trước uh, thắng có chia sẻ uh, cho rằng là đầu tư vào Lockheed martin là đầu tư vào vũ khí thì cái điều này là điều không không tốt <laughs> nhưng mà thực tế anh chị nhà tôi phải hiểu rằng là chúng ta đầu tư chúng ta là những nhà đầu tư chúng ta sẽ quan trọng là lợi nhuận và thực tế thì vũ khí nó có thể là bảo vệ đúng không bảo vệ đất nước của mình bảo vệ bản thân mình thậm chí là nó có thể gây hại và quan trọng là là sao là cái mục đích dùng của người ta thôi và mình chỉ mình chỉ là những nhà đầu tư đơn thuần đó thì đây là một trong những mã cổ phiếu tiềm năng thì anh chị có thể xem xét để đầu mà đầu tư đây chị có rất là nhiều anh chị nhà đầu tư đặt ra những câu hỏi về ba loại cổ phiếu mà tôi vừa chia sẻ à, thì tôi muốn mua một ngàn cổ phiếu thì vốn ban đầu là bao nhiêu mua một ngàn cổ phiếu để đầu tư dài hạn luôn được không À, thì không biết là chị Hà My đang muốn hỏi về mã cổ phiếu nào thì tất nhiên ba mã cổ phiếu mà thắng vừa chia sẻ đây là đều có thể là đầu tư dài hạn được cả. À. Thì tùy theo uh, từng mã cổ phiếu và giá trị cổ phiếu thì anh chị có thể uh, sở hữu với mức vốn khác nhau. Ví dụ như Johnson Johnson thì anh chị đầu tư 10.000 là anh chị đâu có thể sở hữu 1.000 cổ phiếu của nó rồi. 10.000 thì nó tương đương là hơn uh, 240 triệu Johnson Johnson đây và cái giá trị cổ tức của nó anh chị nhận được là Uh, 1.01 đô cho một cổ phiếu và 1.000 cổ phiếu thì anh chị nhân lên nên chị đã có lợi nhuận chắc chắn là 1.000 đô rồi 1.010 đô đúng không ạ à? và anh chị sẽ có được cái lợi nhuận từ tăng trưởng giá của nó nữa chỉ cần nó tăng trưởng 3 giá thôi anh chị đã có lợi nhuận là 3.000 đô rồi thì nó cũng tương ứng là 30 giá trị uh, vốn hóa mà anh chị đầu tư rồi đúng không ạ à? À, thực ra chị Kim Lan hỏi là tôi vẫn thích Johnson Johnson và Coca hơn thay vì giá của Lucas Martin. À, thì vì Lucas Martin giá hơi cao nên hơi phân vân. À, thì đúng rồi chị. Lucas Martin thì thực tế ra thì đó là một trong những cổ phiếu tồn tại rất là lâu rồi và giá trị của nó thực, thực cực cực kỳ cao trên thị trường và bây giờ nó đang định giá là mức giá khá là cao để mà anh chị có thể đầu tư là hơn 375 đô và khi mà anh chị tham gia trong thị trường nếu mà có qua sử dụng đồng bảy tài chính thì anh chị chỉ cần bỏ ra mức giá là 7,5 đô cho một cổ phiếu rồi đó thì việc mà anh chị 7,5 đô cho một cổ phiếu ở trong thị trường khi mà qua đồng bảy thì cũng là một mức giá xin lợi nhuận thì với cổ tức là 2,6 đô thì so với lại coca cola thì với việc mà coca cola thì anh chị đã nhận được cổ tức là 0,1 0,4 đô trong khi anh chị đã đầu tư có mức vốn là 1 đô một đô như một cổ phiếu thì đó, tỷ lệ sinh lời nhuận từ của Coca Cola thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều Sau đó là lúc cái Martin đúng không ạ ừ. thì một đôi chúng ta nhận được Coca Cola thì chúng ta gần gần như là 50 phần trăm mức sinh lời khi mà chúng ta đầu tư ký quỹ không ạ còn lúc cái Martin thì chúng ta đâu đó tầm khoảng hơn uh, 30 phần trăm đó cũng là mức, mức mức có thể chấp nhận được À, chị kim lan hỏi là bây giờ vào mức vốn 5 ngàn thì bên mình có khuyến mãi gì không à, khi mà anh chị nhà đầu tư như thắng chia sẻ từ đầu buổi thì anh chị nhà đầu tư đầu tư vào thị trường này thì anh chị sẽ có chuyên gia hỗ trợ một một cho mình ngoài ra anh chị sẽ còn có nhận được những chương trình ưu đãi bonus thì cái này anh chị nhà đầu tư cứ liên lạc với những bạn support hỗ trợ của mình để mà có thể biết thêm thông tin chi tiết à, ở đây thì thắng có để uh, số điện thoại zalo thì anh chị nhà đầu tư nào có những thắc mắc về trong thị trường thì có liên lạc với số điện thoại này để mà có thể là thắng chia sẻ thêm về thị trường cũng như là thắc mắc về vốn và cái cách đầu tư như thế nào đúng không ạ và cái thứ ba nữa là anh chị có thể là liên lạc lại với nhà support hỗ trợ đang hỗ trợ mình đó thì đó là những cái mã cổ phiếu tiềm năng nhưng mà chúng ta làm sao để mà chúng ta có thể đầu tư dài hạn hay là đầu tư ngắn hạn hay là đầu tư nước sống thì chúng ta làm thế nào để đầu tư nó hiệu quả thành công nhất? đó thì sau khi thắng chia sẻ sơ qua về ba quả cổ phiếu nó thì anh chị đã thấy hình dung là được là mã cổ phiếu nó tiềm năng đó nhưng mà chúng ta đầu tư như thế nào? tất nhiên chúng ta sẽ đầu tư dài hạn thời gian thì chúng ta sẽ đầu tư một đến đến nhiều năm và trước số vốn thì chúng ta bắt buộc chúng ta sẽ đầu tư số vốn lớn tại vì khi mà thị trường anh chị nhà đầu tư đầu tư ấy thì nắm giữ những mã cổ phiếu trong thời gian dài như vậy thì nó sẽ có rất là nhiều biến cố Hẳn sau trong đó và thị trường chúng ta không thể nào biết được đúng không ạ thì chúng ta cần số vốn lớn để mà đảm bảo cái tài khoản chúng ta phải khỏe để mà khi mà thị trường nó có rủi ro và giá nó giảm sâu chúng ta cũng không gặp vấn đề gì cả tôi bắt đầu giá nó phục hồi và tăng trưởng trở lại thì chúng ta đã có lợi nhuận và nó cực kỳ an toàn à, và lợi nhuận mức lợi nhuận của sinh lời khi mà chúng ta nắm giữ dài hạn thì chúng ta rất là cao nhưng mà để mà nói như vậy thì rất là ít nhà đầu tư nhà đầu tư đầu tư dài hạn chỉ có hơn chiếm đâu đó khoảng 10 phần trăm Nhất là ở thị trường Việt Nam khi những nhà đầu tư Việt Nam thì anh chị nhà đầu tư phải biết là thắng hỗ trợ rất là nhiều và khi trò chuyện với họ thì họ lúc nào cũng tư duy đầu tư dài hạn nhưng mà bản thân khi họ bản thân họ vào trong thị trường thì người ta lúc nào cũng đầu tư ngắn hạn có nghĩa là vào đầu tư có lợi nhuận là chốt bán liền không thể nào giữ đợi lợi dài hạn được và khi mà thị trường nó có đầu tư như thế thì tâm lý như thế là không vững à, cái thứ hai là chúng ta có thể xác định là đầu tư nước sống ngắn hạn có thể là giao dịch trong phiên hoặc là ngắn hạn nắm giữ đâu đó ờ, một tuần hai ngày vài ngày thì mức vốn chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ chỉ cần đầu tư mức vốn không cần quá lớn à, và chúng ta mức lợi nhuận thì nó lại phụ thuộc vào khả năng chúng ta đầu tư bởi vì uh, thực tế là đầu tư lướt sóng thì chúng ta sẽ vào lệnh rất là nhiều và chúng ta vào lệnh nhiều thì chúng ta sẽ có rủi ro ở đâu đó đúng không ạ có lệnh có lợi nhuận và có lệnh không có lợi nhuận thì chúng ta lướt à, sóng thôi và có thể chúng ta nhận định đúng và chúng ta nhận định sai cái này là tùy thuộc vào khả năng đó thì cái này chúng ta không không nên khuyến khích và chúng ta tốt nhất chúng ta nên đầu tư vào những thời điểm tốt đó là những đầu tư vào giá trị cổ tức của nó thì khi chúng ta đầu tư vào giá trị cổ tức của nó thì chúng ta có thể xác định thời gian và có mốc để chúng ta có thể đầu tư ví dụ như đầu tư trước ngày chi trả cổ tức thì chị chỉ cần lưu tầm khoảng 10 đến 15 ngày thì chị sẽ có nhận được giá trị tăng trưởng giá của nó cực kỳ tốt và số vốn chúng ta đầu tư thì cũng thật tế là cũng nhỏ thôi vài nghìn là chúng ta có thể đầu tư được ở trong thị trường này với cái mức sinh lợi nhuận từ cổ tức rồi đó và nó cực kỳ an toàn đó thì rủi ro của nó rất là ít khi mà chúng ta đầu tư giai đoạn trước khi chi trả cổ tức vì lúc này á anh chị phải hình dung là những nhà đầu tư người ta sở hữu những mã cổ phiếu này từ đầu năm thậm chí là đầu tư từ trước đó cả một quý rồi và bây giờ sắp tới chi trả cổ tức như thế này á thì không thể người ta là người ta bán người ta không nhận cổ tức cả. Giống như người ta gửi tiết kiệm ngân hàng ấy, bây giờ gửi tiết kiệm ngân hàng tới kỳ hạn rồi. Sắp tới ngày nhận lãi thì không thể nào mà rút ra để mà mắc lãi cả. Đúng không ạ? À? Thì lúc này cổ phiếu nó rất là an toàn và biến bộ độ biến động của nó thì cực kỳ ít. Nó nó khá là phù hợp với những nhà đầu tư mới. Thì đó là cái những phương pháp làm sao mà anh chị nhà đầu tư đầu tư có lợi nhuận và nhất là những nhà đầu tư mới khi mà chưa biết nhiều về thị trường này thì tốt nhất chúng ta nên đầu tư vào những cái phương pháp đầu tư vào cổ tức để mà nó an toàn và hiệu quả hơn nữa thì anh chị nhà đầu tư nên đầu tư khi mà có những chuyên gia hỗ trợ mình thay vì chúng ta tự giao dịch như thế là hạn chế rất là nhiều rủi ro cho mình và đây là cái đặc quyền mà của anh chị nhà đầu tư khi mà tham gia trên sàn giao dịch DKJ rồi thì các loại tài khoản tài, tài khoản nào cũng có chuyên gia giao dịch thì đó đó là cái những cái ý tưởng chia sẻ mà thắng muốn chia sẻ với chị nhà đầu tư trong buổi tối hôm nay thì không biết con chị nhà đầu tư nào có những câu hỏi đặt ra để mà thắng có thể giải đáp thêm chị Mai Thúy muốn vào trước 50 triệu thì có được không chuyên gia tôi chưa biết gì cả thì vào vốn có ai hỗ trợ tôi không thì đó như chị Mai Thúy thì cái những gì mà thắng chia sẻ lúc nãy nhờ à, cứ mỗi tài khoản giao dịch thì đều có chuyên gia hỗ trợ thì với mức vốn 50 triệu như thế này á thì chúng ta cũng không được đánh giá là mức vốn lớn ở trong thị trường thì tính ra thì chỉ có hai hơn 2.000 đô thì với hai nghìn đô này thì thắng khuyến nghị những chị nhà đầu tư nên đầu tư vào cổ nhận để nhận cổ tức ví dụ như thời điểm này anh chị sở hữu cổ phiếu Johnson Johnson thì chỉ cần đâu đó hơn 4 ngày qua thứ ngày thứ hai nó chỉ trả cổ tức thì anh chị đã có thể lợi nhuận rồi đúng không ạ à? thì giá trị cổ phiếu của Johnson Johnson nó cũng không quá cao để anh chị có thể đầu tư nếu mà anh chị đầu tư 2.000 như thế hơn 50 triệu thì anh chị sẽ chỉ cần sở hữu 200 cổ phiếu của nó thôi thì cổ tức của nó chắc chắn anh chị nhận được là hơn 200 đô rồi thì đó đúng không à? đó là cái mức lợi nhuận hơn 10 phần rồi còn chưa kể cái mức độ tăng trưởng giá của nó nữa. Thì với 200 cổ phiếu này là mà nó uh, chỉ nhận được thêm cái, cái lợi nhuận tăng trưởng giá khoảng khoảng 2 đến 3 giá thôi. Thì uh, tính cho mức uh, khoảng 2 giá thì anh chị đã có hơn 400 đô rồi. Uh, thì uh, cộng cộng với lại tổng lợi nhuận của chị là hơn 600 đô. Đó thì tính ra tiền Việt thì nó cũng uh, hơn gần 50%. Ờ, cũng gần đâu đó là hơn 10 10 triệu máy đúng không ạ mười mấy triệu đấy có khi nào giá nó giảm không kiên gia thì đối với những mã cổ phiếu mà nó sắp chi giảm công tức này nó rất là hạn chế giảm Tất cực kỳ an toàn nhưng mà ở đâu đó vẫn có những cái trường hợp rủi ro nó cổ phiếu nó giảm đúng không ạ tất nhiên chúng ta giảm thì chúng ta sẽ là cảm thấy là ồ đó là chúng ta đang đầu tư chúng ta bị thua lỗ nhưng mà các anh chị nhà đầu tư yên tâm tại vì hầu hết 80 phần trăm các mã cổ phiếu chúng ta đang xác định lựa chọn nó là tiềm năng thì giai đoạn này nó giảm thì giai đoạn sau nó cũng sẽ tăng trưởng trở lại thì chúng ta đã xác định những yếu tố như là xu hướng từ thị trường cũng như là thời điểm và cái thứ hai nữa là gì giá trị cổ tức của nó tăng trưởng theo, theo từng quý báo cáo doanh thu cũng tăng trưởng dòng tiền lợi nhuận cũng tăng trưởng đó thì nó là một trong những công ty có giá trị nội tại rất là tốt thì không thể nào mà nó nó, nó, giảm sâu quá được vì chúng ta đã nhận định nó là một quả cổ phiếu tiềm năng rồi thì anh chị hoàn toàn yên tâm chúng ta đầu tư vì nó hội tụ các đủ các yếu tố để đánh giá là tiềm năng rất là đáng để đầu tư và nếu mà nó có giảm thì sao thì chúng ta khoan hãy bán đấy thì chúng ta chúng ta cho nên là chúng ta khoan hãy bán cổ phiếu đó đi vì khi mà chúng ta bán ấy thì nó mới là xác nhận chúng ta à, thu lỗ còn nếu chúng ta không bán chúng ta giữ cổ phiếu đó thì thì nó chỉ là âm trạng thái thôi đó, nó âm trạng thái thì cũng thì chúng ta giống như tăng trưởng cũng vậy khi mà chúng ta sở hữu cổ phiếu giá đó, cổ phiếu nó tăng chúng ta đã có lợi nhuận rồi nhưng mà khi nào chúng ta chốt chúng ta bán thì mức lợi nhuận đó mới cộng vào tài khoản giao dịch của mình thì ở đây cũng thế khi mà chúng ta đang giữ mà cổ phiếu nó đang giảm thì không sao hết chúng ta cứ giữ thôi và chúng ta chờ thêm vài ngày nữa khi mà giá trị cổ phiếu nó tăng trở lại thì chúng ta có lợi nhuận chúng ta bán thôi bây giờ vào vốn kịp để mua Johnson không ạ à. à. cái này thì mình cứ liên lạc với lại bạn support hỗ trợ càng nhanh càng sớm nhé thì thực tế chúng ta hình thức nạp tiền chúng ta sẽ nạp tiền qua internet banking là chủ yếu vì vậy chúng ta trước mắt là chúng ta phải có tài khoản không biết là chị Lan Kim Lan là có tài khoản giao dịch ở sàn để sai chưa nếu mà đã có tài khoản giao dịch rồi thì liên lạc với những bạn support hỗ trợ để mà nạp vốn tập vốn thì tầm chúng ta mất cộng tầm khoảng 5 đến 15 phút là chúng ta đã có thể hoàn tất một cái hồ sơ giao dịch rồi để có thể vào giao dịch rồi à, Kim Lan là có đang có bạn support hỗ trợ đúng không? Thì chị cứ hỗ trợ thêm liên lạc với bạn hỗ trợ thêm tại vì Johnson Johnson thì còn hai phiên nữa là sắp chi trả cổ tức rồi thì tối nay là một trong những cơ hội mà anh, thể, anh chị nhà đầu tư vào vốn sớm để mà cùng uh, các chuyên gia đội ngũ hỗ, hỗ trợ ở đàn để ra chay căn cái vùng giá tốt để chúng ta có thể nắm giữ những mã cổ phiếu này và nó sẽ tốt ưu hóa được cái lợi nhuận của anh các chị nhà đầu tư hơn rất là nhiều tại vì thực tế là cái xu hướng chúng ta đánh giá thì nó như vậy nhưng mà vào tình hình thực tế thì thị trường nó biến động thì chúng ta sẽ có những uh, cái chiến lược khác để mà để mà giúp nhà, nhà lư, mua cái vùng giá tốt nhất giá rẻ nhất để mà tối hóa được lợi nhuận của mình bây giờ chín bây giờ chín giờ rồi sợ không kịp sao lại không kịp à tám giờ ba là nó chín giờ ba là nó sẽ, nó sẽ mở phiên giao dịch đúng không ạ à? thì nó giao dịch tới tối lần mà nó chạy tới, tới, tới hơn 4 giờ sáng lần mà thì uh, chúng ta vào vốn thu xếp vào vốn thì bắt đầu tầm khoảng 5 đến 10 phút là chúng ta đã có tiền vào tài khoản giao dịch MT4 bố của mình rồi. Lúc đó chúng ta, chỉ có phí là chúng ta chỉ cần mua thôi. Chúng ta sẽ còn liên lạc với lại những bạn chuyên gia. Các bạn chuyên gia sẽ còn giúp đỡ, giúp đỡ chúng ta rất là nhiều trong những cái vấn đề về sau. nộp rút tiền có tốn phí không? À, hiện tại thì với những cái tài khoản giao dịch trên uh, mức vốn 500 đô thì anh chị nhà đầu tư hoàn toàn được miễn phí nạp rút nhé. Nạp thì cũng như rút sẽ không mất phí nhưng mà anh chị nhà đầu tư nạp rút với cái mức số, số vốn ít hơn thì uh, chúng ta sẽ bị mất khoảng phần trăm phí uh, nạp rút nạp rút tiền. thì nếu mà những anh chị nhà đầu tư nào còn những thắc mắc về kiến thức buổi học cũng như là cách để đầu tư hiệu quả trong thị trường thì cứ liên lạc với lại thắng qua cái số điện thoại mà thắng để ở đây ngoài ra thì những anh chị nhà đầu tư nào đang có những bạn số hỗ trợ thì cứ liên lạc để mà được hỗ trợ thêm à, và bây giờ thắng xin phép được kết thúc buổi học hôm nay à, xin chúc cho anh chị nhà đầu tư đang tìm hiểu cũng như là chuẩn bị sắp đầu tư vào trong thị trường à, có những cơ hội nắm bắt được những cơ hội và lợi nhuận của mình đạt được những mức kỳ vọng của mình trong các kênh đầu tư khác nhau à, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các buổi chia sẻ lần sau xin chào